Cái vậy thôi, mình khi mà mình đang nuôi tự nhiên nó rớt một hai con, hay là nó siphon ra nó rớt, hoặc là nó bị bỏ ăn, thì cái điều đầu tiên thì mình rất là bất an, lo sợ. Và thứ hai là chúng ta cảm giác là nó gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà đầu tiên, cái điều đầu tiên khi mà tôm nó rớt thì chúng ta phải bình tĩnh lại. Cái điều bình tĩnh rất là quan trọng nha. Có rất là nhiều quý anh em và quý bà con mà mới đến với nghề và giống như mới nuôi, thì một trong những khi mà tôm mà nó đổ bệnh cái là chạy đôn chạy đáo, hỏi thầy này hỏi thầy kia, ra đại lý, ra cho chục chỗ vậy đó, để hy vọng là cứu được bầy tôm. Nhưng cái điều đầu tiên là chúng ta phải bình tĩnh lại và chúng ta phải kiểm soát từng bước một. Nó giống như khi chúng ta đau bụng, chúng ta nhức đầu, chúng ta bị tiêu chảy gì đó, thì người bác sĩ cũng vậy thôi, họ cũng là một người bác sĩ, nhưng mà họ sẽ chẩn đoán bằng cách là siêu âm rồi chụp hình X quang hay là CT gì đó nha, để mà họ coi cái vấn đề nằm đâu. Thì chúng ta cũng vậy, thì khi mà tôm mà nó rớt, là tôm mà nó bệnh hoặc là nó sẽ gặp vấn đề, thì chúng ta phải coi đầu tiên này vấn đề nằm đâu, thì bắt tay vào việc đó. Giống như bác sĩ thì họ sẽ bắt tay vào chẩn đoán là đo huyết áp rồi đo gì đó, thì cái ở là cái việc đó là họ dùng cái công cụ họ chẩn đoán. Thì chúng ta cũng vậy, rồi chúng ta không nhờ vào ai cả, không phải là không nhờ vào, không phải đem mẫu nước đi test rồi họ ở đâu cả, nhưng mà cái mẫu nước chúng ta đó, chúng ta hãy có cái bộ test cơ bản. Tại cái nghề chúng ta thì chúng ta phải có cái đầu nghề. Về đầu tiên chúng ta phải đo là cái môi trường. Bác sĩ họ sẽ đo một cái họ sẽ kiểm tra cái thể trạng của một người bệnh, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra lại cái môi trường nước cho con tôm. Ví dụ như cái môi trường nước của mình đó là đang là chỉ số là 4 chỉ số cơ bản thôi. Còn những chỉ số khác thì nó cũng liên quan tới cái việc mà phát triển của tôm, nhưng mà cái việc mà tôm bệnh chúng ta phải quan trọng, hoặc là tôm nó chết á, chúng ta phải quan trọng là 4 cái chỉ số cơ bản. Đó là về pH. pH là cái chỉ số đầu tiên mà chúng ta phải đưa cái chỉ số là hàng đầu, pH. Tại vì khi mà pH mà nó không có chuẩn, nó bị thấp hoặc là nó bị cao á, thì tôm mình chắc chắn một điều sẽ chết do pH. Và nếu mà vấn đề nó nằm ở pH thì chúng ta có trị thuốc tiên thì nó cũng vẫn là nó không hết. Tại vì cái pH là cái nồng độ OH trừ trong nước, nó liên quan rất là mật thiết đến cái động vật thủy sản trong nước. Và chúng ta nếu chúng ta không có kiểm soát được cái pH thì tôm mình cho dù thuốc men hay cỡ nào thì nó cũng vậy thôi. Đấy là cái điều đầu tiên. Một cái thứ hai nữa là kiềm. Cái nồng độ kiềm đối với những cái con khác, ví dụ như là cá hay là ếch nhái, ếch lương gì đó, thì nó sẽ không quan trọng bằng con tôm. Tại vì tôm nó sẽ tái tạo vỏ bằng cái nồng độ kiềm, nó nồng độ HCO3 trừ. Đó là cái nồng độ HCO3 trừ. Và cái nồng độ HCO3 trừ nó sẽ liên quan đến cái việc mà tái tạo vỏ của tôm. Và ví dụ như tiềm mà nó tuột quá trong giai đoạn mưa này, đôi khi nó cũng sẽ rớt. Nhưng mà cái dấu hiệu mà do rớt kiềm á, thì nó sẽ có một cái liên quan dấu hiệu là tôm sẽ rớt mềm. Đấy là cái chỉ số môi trường. Một cái thứ hai nữa là chúng ta phải liên quan đến cái khí độc. Bây giờ ví dụ như cho một người rất là khỏe mạnh đi, nhốt người đó vào một cái phòng mà bị khói, hoặc là khi mà cái phòng nó đã bị cháy, thì cho dù người đó rất là khỏe mạnh, đưa thuốc cho người đó, tiên gì đó đưa xuống người đó, thì người đó cũng sẽ chết do bị khí độc. Trong cao của mình đó là khí độc N3 và NO2. Và trên đầu đất á, thì nó sẽ thông thường là nó tầm khoảng 40 ngày nếu chúng ta không thay nước, hoặc là bầy tôm sung hơn thì tầm có 30 ngày, hoặc là bầy tôm trễ hơn thì khoảng 60 ngày thì sẽ lên NO2 và NH3. Và NO2, NH3 mà nó không lên, mà nó lên á, nếu như mà bầy tôm mình mặc độ thưa thì rất là bình thường. Còn nếu như bầy tôm mà mặc độ mà nó dày thì đôi khi nó lên cái là bầy tôm mình nó bệnh liền, hoặc là nó rớt đáy, hay là nó lột ra, nó làm vỏ không được, hay là nó lột không được liền, thì chúng ta phải kiểm soát ngay cái khí độc. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta học khí độc trong giai đoạn này, thì khí độc mà cao nhất là vẫn là NH3 và NO2. Và cái thằng NH3 và NO2 á, chúng ta không có dùng cái chế phẩm hạ được đâu, nếu mà chúng ta không thay nước á. Có rất là nhiều người nói là xài Yuka, xài men cái này thế kia, khi nó lên rồi thì chúng ta chỉ còn giải pháp là thay nước thôi. Và có tôm thì chúng ta cũng khó mà để dùng cái chế phẩm nào chúng ta để xử lý cả. Và khi mà nó chưa lên á, thì chúng ta ngăn nó được. Bên kia có những cái dòng men là chỉ là ngăn khí độc thôi. Và trên thị trường hiện tại thì chúng chỉ là ngăn khí độc thôi. Chứ mà nếu khí độc lên mà NH3 và NO2 lên, chúng ta dùng men không xuống nổi đâu. Và Yuka thì nó chỉ là đỡ độ độc của khí độc, có nghĩa là nó tôm nó sẽ khỏe và độc nó sẽ đỡ. Đấy là 4 cái chỉ số cơ bản khi mà tôm mình rớt mình phải quan trọng nhất, đó là kiềm, pH và khí độc NH3 và NO2 là 4. Khí độc thì nó có 2, 3, 4, 5 lần, nhưng mà hai cái mình nhận biết được đó là NH3 và NO2. Đấy, NH3 và NO2 chúng ta phải quan trọng là chúng ta phải tập trung vào NH3 và NO2.
khi mình ở H3 mà nó cao lên chỉ cần một chút thôi, mà tâm gặp vấn đề rất là nhanh. Đặc biệt là bay H cao, là H3 nó lên chút xíu thôi là bắt đầu là nó gặp vấn đề. Thì chúng ta kiểm soát bốn cái đó là cái yếu tố đầu tiên khi mà tâm mình rớt, còn rất là nhiều thứ. Nếu như bốn chỉ số đó nó không vấn đề, ví dụ như là hôm nay đi khám bệnh chụp hình siêu âm không thấy vấn đề, thì bắt đầu là tiến hành tới xét nghiệm máu. Đúng rồi, thì bắt đầu là bác sĩ họ cũng vậy thôi, bác sĩ họ cũng vậy thôi. Thì mình auto mình á, mình cũng chẩn đoán lâm sàng trên con tôm, mà bắt con tôm ABCD, à tôm ruột gan coi sao, ok đo cái môi trường trước. Rồi bắt đầu chúng ta tiến hành tới ví dụ như tôm mình nó còn rớt nữa, thì chúng ta phải tiến hành nó kiểm về vấn đề oxy, coi ví dụ như nó rớt cái giai đoạn mà chúng ta có tắc quạt nhiều quá không, có cúp điện gì không, oxy đầy đủ thì đó chúng đỡ. Một cái nữa bắt đầu là chúng ta phải kiểm tới vấn đề tôm bệnh. Tôm bệnh thì nó sẽ liên quan gì đây, thì chúng ta sẽ chú ý là cái khám lâm sàng thôi. Nếu bây giờ chúng ta là một người nuôi tôm, chúng ta là một người nông dân, hoặc là cái doanh nghiệp cũng vậy thôi, chúng ta năm nuôi năm 10 farm, chúng ta đưa lên máy test PCR, chúng ta phát hiện ra bệnh chúng ta không có giải quyết vấn đề được. Ví dụ ngày hôm nay có rất là nhiều công ty mà Duy cũng đang hợp tác á, thì họ cũng sẽ có phòng lab test được PCR là để xét nghiệm tôm, biết được đó là phần gan phần ruột, bệnh gan bệnh ruột, ví dụ như là nó nhiễm khuẩn para vibrio faga hoặc là gì đó nha, nó gây gan ruột. Nhưng mà cuối cùng là giải quyết không được, chúng ta phải xử lý từ cái môi trường chúng ta đi lên. Ví dụ như à tôm mình nó đang bị thế thế đó ABCD, thì chúng ta xử lý khi mà tôm mình đó, khi mà cái môi trường ổn định rồi, chúng ta phải tập trung vào cái vấn đề là tôm mình có ăn mạnh hay không. Ví dụ như tôm mình có ăn mạnh thì cái vấn đề nó chưa phải chắc, chưa chắc thì là bệnh, thì nó nằm ở chỗ là cái vấn đề do thời tiết thôi gì đó. Một cái nữa khi mà tôm mình nó rớt, nó sẽ có hai cái trường phái, một là tôm cứng rớt cứng và tôm rớt mềm. Tôm khi mà nó rớt cứng á thì chúng ta phải chú ý đến cái vấn đề là bệnh đó là gan ruột, nhưng mà rớt mềm á thì chúng ta phải chú ý đến cái vấn đề là khoáng và kiềm, tại vì cái môi trường, tại vì khi mình rớt mềm á thì nó sẽ liên quan tới cái môi trường nhiều hơn, tại vì nó lột ra không làm vỏ được nè, hoặc là nó lột không được nè, dính vỏ vậy này nha. Thì chúng ta phải quan trọng chúng ta coi về cái vấn đề về môi trường. Còn bây giờ ví dụ chúng ta thấy tôm nó rất cứng thì chúng ta phải kiểm ngay đó là về cái vấn đề bệnh bệnh liền, đó là cái vấn đề khuẩn khuẩn trong ao, rớt cứng coi cái vấn đề gan hoặc là vấn đề ruột, coi nó ruột nó còn đầy hay không và coi nó còn ổn định hay không. Thì khi mà chúng ta phân loại ra, dùng cái phương pháp loại trừ, đó là một cái giải pháp để chúng ta nhận biết và chúng ta kiểm soát, rồi chúng ta mới sử dụng. Chúng ta biết được cái tôm mình nó đang bị bệnh khuẩn gan hoặc là khuẩn ruột, thì chúng ta mới tiến hành đó là chúng ta diệt khuẩn tại môi trường, chúng ta trộn thuốc gan trộn thuốc ruột. Chứ bây giờ ví dụ như chúng ta đùng một cái tôm mình rớt là chúng ta cứ tạt khuẩn gan tạt khuẩn ruột, hay là chúng ta trị bệnh gan trị bệnh ruột, nhưng mà trong khi đó môi trường pH quá kém, hoặc là về cái vấn đề khí độc nó quá cao mà chúng ta không giải quyết thì chúng ta giải quyết không hết. Thì đó là cái vấn đề mà cái vấn đề chúng ta cần kiểm soát cơ bản trên cái ao tôm, khi mà ví dụ như nó xi phong ra nó rớt nhiều hơn tí, hoặc là chúng ta thấy nó rớt gió hoặc là như thế nào đó, thì chúng ta chẩn đoán được và chúng ta tiếp nhận được. Và cái bầy tôm của mình đó là do mình quản lý và do mình kiểm soát, chứ không phải ngày hôm nay đùng cái là mình đi hỏi người này hỏi người kia hỏi quá nhiều người, nhưng mà cuối cùng chúng ta xử lý vấn đề không được, chúng ta rất là nản. Thì hy vọng rằng những cái mà nhỏ như thế này Duy cũng chia sẻ từ cái việc mà chúng Duy thực nuôi thực tế, và cũng giống như học hỏi được ở quý bà con quý anh em tương tác với Duy, thì cũng học hỏi được và cũng chia sẻ là mọi người để giúp ích cho ngành tôm ở Việt Nam. Hy vọng rằng là những kiến thức đơn giản như thế này thôi mà chúng ta khi mà gặp vấn đề chúng ta xử lý cho nó qua trơn tru để chúng ta thành công và nuôi tôm có lời hơn. Thì những cái gì mà ví dụ như bà con gặp vấn đề thì cứ điện cho Duy, nếu Duy biết thì Duy chỉ còn không biết thì Duy học. Ok nghe. Xin cảm ơn quý các bạn đã luôn đồng hành cùng thủy sản Duy, là một những đơn vị cung ứng về giống thuốc men đồ nghề thủy sản thức ăn lắp đặt ao bạc công nghệ cao uy tín làm nên thương hiệu. Xin chúc quý vị và bạn một vụ mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào.